Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long. Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân nhâm dần 2022, sáng 4 tháng 2 tức mùng 4 Tết nhâm dần 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiện tại có công với đất nước tại điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Cùng đi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương nguyễn thanh long các đồng chí cán bộ văn phòng trung ương đảng văn phòng tổng bí thư và thành phố hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu đã thành kính dân hương cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ liệt tông về những thành quả xây dựng phát triển đất nước cầu mong cho quốc thái dân an đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến anh hùng của thăng long hà nội và những giá trị cao quý của dân tộc vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm hội tụ hồn thiêng sông núi tinh hoa văn hóa dân tộc nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc lưu truyền đến thời đại hồ chí minh ngày nay tổng bí thư mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ góp phần lan tỏa những giá trị quý báu của khu di tích hoàng thành thăng long di sản văn hóa thế giới tại thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến tới nhân dân và bạn bè quốc tế đặc biệt để mỗi cán bộ đảng viên nhân dân mỗi khi đến đây sẽ tự soi tự sửa tự rèn luyện không ngừng tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống quý báu của các bậc tiền nhân cha ông đi trước đã xây nền đắp móng Đồng thời, góp phần giáo dục các thế hệ con cháu về truyền thống uống nước nhớ nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long Hà Nội. Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 thời Lê, trên nền điện Càn Nguyên thời Lý, điện Thiên An thời Lý Trần. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới, điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu hành cung thời Nguyễn, mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước. Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên thêm rồng phía trước điện kính thiên được tạo tác năm 1467 thời vua Lê Thánh Tông, từ đông sang tây dài 13 mét, tạo thành ba lối lên xuống. Lối chính giữa dành cho vua đi, hai bên dành cho quần thần. Đôi rồng ở giữa được tạo tác theo phong cách tả thực, bằng đá nguyên khối. Hai bên là rồng cách điệu vân mây, biểu tượng cho vũ trụ và trời đất. Thêm rồng phía sau được tạo tác khoảng cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18. Hai bên thành bậc trang trí hoa sen, uyên ương, sóng nước, mây lửa, đao mát cá hóa rồng rất trau chuốt, tinh xảo. Đây là những di vật vô cùng quý giá, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của văn hóa dân tộc Việt Nam. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.